Hôm nay mình sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về dép chấu. Nhưng mà trước tiên phải unboxing cái sản phẩm mới nhất là dép chấu bản 2023 của Tuấn Kim trước đã. Phần này là logo mới của bên mình được viết tắt từ ba chữ TKS Tuấn Kim Shoes. Đây là địa chỉ của cửa hàng và đây là cái slogan mình theo đuổi từ năm 2015. Xem bên trong hộp có gì nào. Đây là thư cảm ơn. Đây là card visit và thông tin liên lạc. Giấy gói. Và đây là sản phẩm của năm 2023. Ok, đây là nguyên bản của một mẫu dép chấu. Mình dựa trên một cái thương hiệu ở nước ngoài thì đây là một loại dép mà người châu Âu rất là ưa chuộng. Thì đầu tiên này, tại sao mình lại gọi nó là dép chấu? Thế là mình không gọi đâu. Nhưng mà về cơ bản này, thì là cái phần cao su, đáng lẽ là cao su ở đây này, thì cái phần này thì được làm từ các cái bột của cái lớp gỗ cây bần, nguyên liệu để làm ra giày trộn với cả mủ cao su thì tạo thành một cái hợp chất. Nếu như mà nó là hoàn toàn là cao su đặc ấy, thì cái đôi dép này nó đế của nó trọng lượng rất là nặng, nhưng mà khi mà được pha với cả gỗ cây bần thì cái trọng lượng của nó sẽ giảm đi. Ngoài ra cái lớp xốp ở đây nữa thì về cơ bản cấu trúc của một đôi dép đế chấu là nó có cái bộ lớp đế chấu như này, được làm từ cao su trộn với cả gỗ bần, không khác gì cao su nhưng mà nhẹ hơn rất là nhiều. Ở nước ngoài người ta gọi cái mẫu dép đế chấu này là một loại dép sức khỏe, dịch word by word thì nó như vậy, bởi vì nó tương đối tốt cho cái lòng bàn chân của mình. Thì về cái kết cấu của một đôi dép thông thường ấy, thì thông thường một đôi dép ví dụ như là một đôi flip flop chẳng hạn, một đôi dép tông Lào của mình mà hay nói, thì cái bộ đế của nó là bộ đế phẳng như cái mặt bàn như này này. Thì khi mà mình đi ở trên 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 cát hoặc là đi ở trên mặt đất bình thường ấy, thì các cái vết chân nó sẽ bao gồm phần gót chân, phần ức chân và năng ngón chân. Thì đấy là cái điểm mà lực cân nặng nó đè xuống và nó tạo thành cái dấu chân giống như vậy. Tức là vốn là cái lòng bàn chân của chúng ta chịu lực nó không giống nhau, tùy vì mỗi một địa điểm ở trên lòng bàn chân thì đều tiếp xúc với lực không giống nhau. Do vậy là cái dép đế chấu này nó có làm các cái lớp gồ lên trên ở phần lòng bàn chân nó gồ lên cao hơn này. Phần bên trên này nó có cái đường rãnh ở giữa cái mũi chân này. Đấy, thì khi mà chúng ta bước và sử dụng cái đôi dép đế chấu này, lực được phân tán đều trên lòng bàn chân, nó không gây ra tắc nghẽn về cái phần máu lưu thông hay là về chỗ nặng chỗ nhẹ. Đại loại là cái dép này nó sẽ phân tán, cái bộ đế này sẽ phân tán đều cái lực tác động của cái lòng bàn chân khi tiếp xúc xuống dưới đất. Ngoài ra thì cái đặc điểm khác so với các đôi dép thông thường ấy, thì là cái dép đế chấu này nó có cái bộ đế xốp ở dưới. Cái này là loại đế xốp không phải cao su nhé, thì nó có trọng lượng rất là nhẹ. Một đôi giày này nó chỉ rơi vào tầm 0,4 cân một đôi dép như này này. Thì so với các cái đôi dép cao su bình thường hoặc là dép flip flop ấy, thì là cái bộ đế của nó nặng hơn. Và nếu mà dép dép tông flip flop ấy, thì nó sẽ dồn lực ở trên cái phần rãnh giữa cái ngón cái và cái ngón bên cạnh của nó, thì nó rất là tức ngực, nó bị tức cái chân ở đó. Còn cái dép đế chấu thì thường có cái bộ quai tương đối là dày. Nó thứ nhất nó giảm trọng lượng của dép, và cái thứ hai nữa là nó không gây ra tê mỏi các cái ngón chân so với là dép flip flop thông thường hoặc là các loại dép khác. Thì khi mà mình đưa cái dép này về Việt Nam để sản xuất tại Việt Nam ấy, thì mình cố gắng giữ nguyên các cái thiết kế mà có lợi cho sức khỏe của nó, và về mình cải tiến thêm một số cái vật liệu để nó thích hợp hơn với cả thị trường của Việt Nam. Thị trường của mình thì là thị trường nhiệt đới gió mùa mà nó cũng tương đối là nóng ẩm, cho nên là mình cần cải tiến một số vật liệu so với cả một đôi dép của nước ngoài của châu Âu thông thường về. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về quãng đường thiết kế dép của mình từ năm 2016 cho đến bây giờ, tính ra là cũng phải được tầm 6 năm ấy nhỉ. 6 năm rồi đấy. Phiên bản đầu tiên năm 2016 khi mà mình bắt đầu làm với dép chấu, chắc là 2017 mình nhớ là như vậy, thì là mình rất là ngạc nhiên, bởi vì là cái phần dép chấu ấy thông thường mình được làm bằng da lụa. Ở nước ngoài người ta hay sử dụng da lụa, trông thì nó rất là đẹp, rất là sang. Nhưng mà về sau sau một thời gian sử dụng ấy, thì là cái da lộn đây nó bắt đầu nó dính cái mồ hôi của mình, nó bị nhớt và nó rất là bật, tẩy rửa khó khăn. Đặc biệt cái thời tiết ở Việt Nam thì mình chảy mồ hôi rất là nhiều. Cho nên lần đầu tiên khi mà mình mang cái đôi dép này về thì mình đã thay nó bằng một lớp microfiber ở đây, nó một lớp da trơn. Cái này thì hoàn toàn thân thiện với cả nước, có thể tẩy rửa dễ dàng và không bị dính nhiều mồ hôi bùn đất quá ở đây. Đấy là cái bước đầu tiên, năm 2016 mình có sửa đổi về cái vật liệu là dùng fiber thay cho da lộn.
Tiếp theo nữa thì một cái cải tiến, nhưng mà cải tiến này nó hơi sai lầm một chút xíu là hồi 2016, đây không phải đôi dép này nhé. Thì mình thấy cái bộ đế xốp này mình ngạc nhiên quá, bởi vì đế xốp nó hay bị xẹp, nó mình thay nó bằng đế cao su. Nhưng mà thực tế thì đây là một cái, không phải là một cải tiến mà đây là một cái sai lầm. Thì cái bộ đế cao su thì nó làm cái đôi dép nó nặng hơn và nó mòn nhanh hơn rất là nhiều với cả cái đế xốp thông thường. Rất là buồn cười ở một chỗ là mình cứ nghĩ là cao su nó sẽ bền hơn, nhưng thực tế nếu mà thay cao su ở đây thì cái độ mòn của nó rất là cao, về sau nó mòn vẹt ở đây luôn. Và đế xốp mà tuy nó xẹp một chút xíu thôi, nhưng mà cái độ hao mòn của nó thì tốt hơn là cao su rất là nhiều. Ngoài ra nó giảm trọng lượng dép lên nữa. Thì cái dép đời 2016 thì mình không tìm được mẫu ở đây, nó cũng tương đối lâu rồi. Hiện tại thì có lưu ảnh đấy, thì mọi người có thể xem ảnh ở cái góc này. Sau nữa thì là đời 2016, 2017 thì nó gần giống với cả bản như này. Thế là mình đã rút ra cái sai của mình là mình đã chuyển cái bộ đế cao su thành bộ đế trầu giống như nguyên bản, giữ fiber cho nó. Nhưng về sau có một vấn đề xảy ra là cái lớp da này nó không được đẹp cho lắm. Nó không phải là không được đẹp đâu, nhưng mà khi mà ở thị trường Việt Nam ấy, nó nóng ẩm quanh năm mà mình đi mưa rất là nhiều, thì cái dép da này sau một thời gian đi nó bị xẹp lún, nó lún xuống như này này, trông nó bị mất cái dáng và nó không còn đẹp nữa. Thì thông thường thì nó vẫn đi được thôi, nhưng mà người ta đến cái mức như này thì người ta sẽ không sử dụng nữa. Thì một số khách hàng quay lại họ nói với mình như vậy thì nó cũng tương đối là phiền lòng. Thế là mình nghĩ ra một cách thứ hai là mình sử dụng một lớp da cố thứ hai, là một lớp da thứ hai lắp ở bên trong cái này để tăng cái độ cứng cho da. Cái này là cái mà các cái thương hiệu nước ngoài không có đâu nhé. Đầu tiên là cái lớp fiber ở đây, và thứ hai là cái lớp gia cố thứ hai để làm cho dép chống xẹp lún sau 1 đến 2 năm sử dụng ở đây. Thì mọi người có thể thấy là đây là cái đôi dép tiếp theo, đời tiếp theo của mình là 2017, 2018 này đấy. Cái dép này thì mình dùng mòn cả đế đấy. Mọi người có thể thấy, anh em thấy là cái này nó đã mòn chạm vào cái lớp bần này rồi. Cái lớp đế ở đây thì mòn gần hết rồi. Nhưng mà cái quai của nó thì không hề bị xẹp tí nào cả. Nó vẫn còn rất là đanh và cứng ở đây. Thì khác với cả cái dép trấu đầu tiên thì cái dép này chỉ được sử dụng một lớp da thôi, bên ngoài là da mặt, bên trong là da lộn đó. Thì cái này chỉ sử dụng một lớp da và nó xẹp rất là nhanh. Thì cái dép mà đời 2018 2019 nó mình sử dụng ấy, thì là được sử dụng hai lớp da, tức là bên trong này là cũng là một lớp da microfiber chống nước nữa, và bên ngoài này cũng là một lớp da khác. Hai cái này được liên kết dán với nhau ở đây thì cái độ đanh cứng của lớp da rất là tốt, tức là mình đã đi rất là lâu rồi nhưng mà cái quai của nó còn rất là đẹp. Đây là bản 2018 của mình. Về sau thì cái bản này có một cái lỗi nhỏ, rất là nhỏ thôi, thì không phải dân trong nghề thì mọi người khó có thể biết được. Đó là nếu như mà mình sử dụng microfiber ở bên trong này, là cái lớp da mặt ở bên trong này này, thì cái bề mặt của fiber này nó giống cái bề mặt lót, là nó trơn và chống thấm mồ hôi. Thế như vậy khi mà mình sử dụng keo để mình dán vào cái phần này thì sau một thời gian keo ở đây nó không ăn, bởi vì cái bề mặt bên trong này là fiber nó trơn mà, cho nên nó không ăn, nó hơi tách ra một chút xíu. Thì nó không ảnh hưởng gì đến kết cấu đâu, vì nó chỉ tách ở đến đây thôi, dép thì vẫn đi được. Nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy khách hàng cũ quay lại thì mình nhìn thấy là cái vết ở đây nó bị tách ra, thì mình có sửa đổi một chút xíu nữa. Thì là mình vẫn dùng hai lớp da mặt, nhưng mà cái bản 2019 ấy, thì mình đã thay cái lớp fiber ở trong này bằng một cái lớp da lộn khác. Thì da lộn thì nó thấm mồ hôi, nhưng mà cái địa điểm ở mặt bên trên, cái mu bàn chân mình nó ít ra mồ hôi lắm. Đó, đây là cái bản gần gần mới. Thì bên trong này vẫn là một lớp da khác, nhưng mà cái lớp da này là lớp da da ruột, nó bám keo hơn, nó bám keo hơn rất là nhiều, nó không còn cái hiện tượng mà bị bong tróc ở hai cái viền này nữa, không ăn keo ở hai viền này nữa. Thì đây là cái bản Z mà gần như là cuối cùng của bên mình. Còn một cái đoạn nữa là khi mà đến 2010 2020, bản 2020 thì khi mà mình sử dụng hai cái lớp da mặt cho Z và tương đối là ăn keo rồi, nhưng mà một thời gian sau thì hai cái lớp này nó bị tách ra một chút xíu, hai lớp da này nó tách ra thành một lớp da trong, một lớp da ngoài. Đó, thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều và cuối cùng tiếp tục thêm một lớp da cố nữa cho cái da này là bằng cái đường chỉ khâu. Đấy, thì về sau sau một thời gian sử dụng thì là cái da này nó vẫn đứng, giữ cho cái form dày đứng, và cái chỉ khâu đây sẽ giúp cho là hai lớp da không bị tách ra nhau, về mặt thẩm mỹ là nó rất là tốt. Mời để cái gì đó bà nội, Tất cả những sản phẩm trong video đều được bán trên website giày nam tôn kim.vn của bên mình.